Chào mừng các bạn đến với kênh em Huỳnh Ly nha. Nếu mà bạn học kẽ caro cơ bản rồi thì hôm nay mình sẽ học nâng cấp các bạn ha. Nói đến nâng cấp nhưng mà các bạn kẽ được cơ bản rồi thì nâng cấp không là gì cả. Trước tiên thì Ly sử dụng cái cây cọ râu thần thánh size 20 để mình kẽ. Các bạn nhớ mình kẽ, mình bước đầu tiên mình kẽ thưa thôi. Khi mà các bạn kẽ thưa rồi, sau đó nữa các bạn sẽ kẽ dày lại và các bạn điểm ngay cái lằn chính giữa. Mà khi mà các bạn kẽ thưa đó thì các bạn phải canh được hai cái lằn chính giữa, hai cái lằn ngang thì nó sẽ đệm vào một cái lằn chính giữa nữa thì nó sẽ dày lên cái mẫu của mình thì nhìn nó sẽ được đẹp và nó mượt các bạn ha. Chứ nếu mà các bạn kẽ dày luôn thì một xíu nữa các bạn khó định hình lắm. Khi các bạn kẽ xong mà các bạn thấy cái lằn của mình nó chưa có được rõ hoặc là nó muốn to lên thì các bạn sẽ lấy sơn treo và các bạn kẽ lại thêm một lần nữa nha. Đến cái bước này thì cái mẫu của mình cũng đã hoàn thành rồi nè. Xem xong các bạn thấy Ly chia sẻ có hữu ích thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ Ly nhé. Thank you các bạn đã xem hết clip này của Ly. Giờ thì bye bye.